Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của em Toan Hàng Nhật Bãi ạ. Hôm nay em có một số hàng bãi Nhật mới về, em lên video giới thiệu với các bác đây. Hôm nay em có một cái bình giữ nhiệt nhá, thật là mới ạ, còn mới chưa qua sử dụng nhá các bác. Em có một cái bơm 2 bít tông ạ. Và em có một cái bào cá khô rất là mới ạ, hiệu của Kai nhá các bác. Và em có một bộ gậy gôn của Nhật nhá các bác. Bộ gậy gôn còn mới ạ, rất là mới, hai cây dìu của Mỹ. Và một cái dìu đây, một cái dìu này của Thụy Điển nhá các bác, một cái dìu của Thụy Điển, và một cái bào của Anh, và một số mẫu dao chặt dao Thái này, em có một cây cây cảo nhá các bác, có một cây cảo bạc đạn, và có một bộ khoan tháp, một số mẫu dao chặt dao Thái. Các bác xem video của em thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và không quên bấm vào nút chuông theo dõi để thấy em lên video được sớm hơn ạ. Các bác xem video thích ưng ý món nào gọi điện trực tiếp vào điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo cho em ạ. Hôm nay em lên mã K nhé các bác. Mã K là một cái bình giữ nhiệt ạ. Đây, một cái bình giữ nhiệt còn mới ở trong hộp nhé các bác. Em mở ra để em giới thiệu với các bác đây. Cái bình này thì là đặc biệt của nó là bằng đặc biệt của nó là cái này là thép 316. 316 là của mình, 304 là nó đã là cao cấp rồi, còn đây là 316, rất là tốt ạ. Giữ nóng thì được 12 tiếng và giữ lạnh thì được 15 tiếng. Cái dung tích của nó thì 1 lít mốt ạ. Và nó chiều cao của nó ạ. Và chiều cao của cái bình này, đấy, nó rơi vào 31 cm nhé các bác. Rơi vào 31 cm, dung tích 1 lít. Khi các bác mình đi công trình hoặc là văn phòng, dùng một cái bình nước này cũng được cả ngày rồi ạ. Đấy. Và đặc biệt của nó này, em mở ra cho các bác xem. Mới 100% chưa qua sử dụng nhé các bác. Này. Đấy. Nó còn đẹp như thế này, rất là vệ sinh. Khi các bác mình uống nó còn mới, còn như thế này thì mấy là nhìn nó đã ngon rồi thì uống nó cũng là ngon nhá các bác. Đây, một cái bình còn mới như này, khi các bác xách thế này đưa lên uống, khi về nó còn một cái vỏ đây cho mình, rất là mềm, mình đeo vào xe hoặc là nó còn nguyên trong cái hộp như thế này ạ. Rồi, K1 em bán với giá là 360 một cái bình giữ nhiệt, cực kỳ giữ nhiệt nhá các bác. Nóng 12 tiếng và lạnh 15 tiếng. Thép 316, rất là ok luôn. Một cái bình giữ nhiệt 360k nhé các bác. Em qua mã 2 là K2 ạ. Em có một cái dây phun này các bác. Cái dây này thì nó dài 12 m. Dài 12 m và hai đầu của nó đây ạ. Hiệu của Korea nhé các bác. Này, nó có chữ Korea là đóng hết lên đây ạ. Này, này của Hàn Quốc các bác nhá. Đấy, Korea đây. Đóng khắp dây luôn. Dây này còn rất là mới ạ. Còn rất là mới, 12 m. K2 em bán với giá là K2 em bán với giá là 200k nhé các bác. 200k. Em qua K3 ạ. K3 thì em có một cái kéo này cắt chỉ ạ. Cắt chỉ nó là hai lớp thép ạ. Hai lớp thép rất là sắc bén nha các bác. Các bác thợ may mình thì dùng cái này thì cắt chỉ thì ok ạ. Thép hai lớp này. Đấy, lớp sơn mạ thì của nó như thế này. Và cây K3 này thì em bán với giá là 60k thôi ạ. Này. Nó dài là 15 cm, lưỡi của nó thì sắc bén, đầu của nó thì khít này các bác. Đấy. Đầu khít này thì các bác bấm chỉ nó mới đứt ạ. Rồi. K3 em bán 60k nhé. 60k. Em qua K4 ạ. Em có một cái đầu vít đây ạ. Này. Khi các bác mở này, xoay chiều. Này, ngược chiều này. Đấy, mũi đầu của nó đây ạ. Chưa có lớp nhựa ở đây, nó chưa có chảy xước gì một hết ạ. À. Và cái đầu của nó còn rất là đẹp luôn nhá các bác. Em đo chiều dài của cái cây đóng này.
cây mở này nó rơi vào 13 sen. Rơi vào 13 sen ạ. Đấy. K4 em bán 100k. K4 100k. Em qua K5 ạ. K5 thì em có một bộ lục giác nó còn nằm ở trong ngày ấy này. Của gia ban đây các bác. Gia ban đây. Nó đủ các đầu đây ạ, đủ các đầu. 2 3 4 5. Và bên này là 8 9. Gia ban đóng đây. Hình thức của nó đây ạ. Đấy. Khi mình xài xong mình gấp lại rất là gọn. Khi mình gấp lại này này, em đo qua phỏng cho các bác này. Nó có 11 sen thôi ạ. 11 sen, một bộ lục giác còn nguyên ở trong này của gia ban. K5 em bán 180 cho các bác, 180. Em qua K6 ạ. Em qua K6 thì em cũng có một bộ lục giác. Nhưng cái bộ này thì của Mỹ nha các bác. Bộ này của Mỹ này. USA đây, nó còn nguyên trong hộp như thế này ạ. Em mở ra cho các bác xem. Chưa bao giờ thấy bộ lục giác mới này đâu à các bác nha. Đây bộ lục giác. Nó đầy đủ này, nó ghi đóng hết lên lên đây rồi rồi đấy ạ. Và trên 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 cái cây này là nó đóng chữ USA hết nhá các bác. Đây là USA này. Và trên thân cây này cũng có luôn đấy nhá. Có USA luôn nhá. Nó mở các bác. Con mới như thế này ạ. Đây đây đây, chữ USA đây các bác nhìn này. Đây USA này. Còn mới trong hộp. Bộ này là K6, em bán 360k nhé các bác. 360k bộ lục giác còn mới. Của Mỹ ạ. Em qua K7 ạ. K7 thì em có một cái bơm này. Đấy, một cái bơm. Em mở ra cho các bác xem đây. À, cái này thì mình để mình đạp chân nên nó chống trơn trượt. Khi mình mở ra nó có hai miếng nhựa hai bên này ạ. Đấy, mình đẩy kéo về đằng sau thôi. Mở ra nhẹ nhàng nha các bác. Đấy. Em chỉ đẩy nhẹ là các bác thấy hơi nó căng đét chưa? Hơi căng đét luôn. Nó hai bít tông ạ. Có da ban đóng nha. Cái này thì nó là thép. Thép rất là cứng rồi. Em đo chiều dài của cây này, cái khung này nó rơi vào là 29 ạ. Rơi vào 29. À, và ngang của nó. Ngang của nó là 12. 2 bít tông. Hơi nó rất là căng. Và nó cho mình cái đồng hồ này để lúc mình bơm là bao nhiêu ký hơi rồi là biết ạ. Cái đầu của nó đây ạ. Em kiểm tra nó vẫn còn mới nhá các bác. Đủ các đầu để bơm xe đạp, bơm bóng bay đây. Hơi rất là đỉnh luôn. Khi mình không dùng nữa thì mình kéo cái hai cái miếng này về đằng sau này các bác là khóa lại ạ. À, nó mà nó nặng nữa nha các bác. Này nó rất là nặng, hai bít tông, hơi của nó rất là căng. Trên này nó cũng đóng da ban đây. K7 em bán 280k ạ. K7 280k nha các bác. Em qua K8 ạ. K8 thì em có một bộ mũi nĩa này. Còn rất là mới ạ. Nhà mình có em bé ăn sữa chua hoặc là trái cây, mình lấy ra có khách mình lấy ra ăn thì nó rất là lịch sự mà đẹp nhá. Cây nào nó có. Có những cây này thì nó còn trong bịch luôn ạ. Mà nó có lớp mạ này, nó rất là sạch, nhìn rất là sang nhá các bác. Cái này là hãng mini để ăn sữa chua trái cây thôi các bác. Đây, em đặt này thước vào là các bác nhìn nó rơi khoảng 13 cm. Nhỏ này ăn sữa chua thôi. Nhà nó có em bé thì là lấy ra là cho các bé ăn sữa chua. Cây này nó cũng đóng hết này, chữ này. Đấy, do nó là ở bãi thì về các bác có thể vệ sinh cho tí dầu rửa chén và vệ sinh như cái là mới tinh luôn đấy ạ. Mới tinh luôn. Bộ này là K8, em bán 100k.
có khoảng 20 cây nhé, 19-20 cây gì đấy, cả dĩa cả muỗng nhé các bác. K8 180, bộ này thì ăn trái cây thì rất là đỉnh luôn. Em qua K9 ạ. K9 thì em có hai cái tai nghe. Tai nghe này của hãng Samsung ạ. Này thì nó xuất Nhật nhá các bác, hãng Samsung nó xuất Nhật. Đây, em mở ra cho các bác này. Rất là đẹp luôn. Hai cái núm của nó đây. Các bác có thể mở Bluetooth lên kết nối cái là nó tự kết nối ạ. Này của hãng Samsung mà xuất Nhật. Nó cũng cho mình em mở ra cho các bác xem. Đây nó còn tem mác đây. Của hãng Samsung. Và giấy tờ của nó đây nhé các bác. Giấy tờ của cái tai nghe đây. Của hãng Samsung đây. Trong này nó cho mình thêm mấy núm sơ cua đó. Và đây và một sợi dây cáp đây ạ. Cáp sạc đây. 4 cái núm và một sợi cáp. Còn mới ở trong hộp nha các bác. Trên cái này là nó cũng dập hết rồi ạ. Dập hết chữ luôn đây. À, một bộ tai nghe này. Một bộ tai nghe này thì em bán với giá là K9 là 360 ạ. 360, em có hai bộ nhá các bác. Em có hai bộ. K9 360k. Em qua K10 ạ. K10 thì em có một cái kẹp. Này là kẹp càng cua nhá các bác. Kẹp càng cua. Này, khi các bác đưa càng cua vào đây, kẹp một cái là vỡ luôn ạ. Này, hình thức nó giống cái càng cua luôn. Đấy, nó còn là nó là thép không rỉ nhá các bác. Em đo qua chiều dài phỏng của cây này nó rơi vào gần 14 ạ. Rơi vào gần 14. Khi các bác nhà mình ăn nhậu có cua, cua ghẹ thì mình lấy này ra mình kẹp càng. K10 em bán 90k nhé các bác. Em qua K11 ạ. Em có một cây đánh vẩy cá. Này nó size của nó có 4 hàng răng này. Còn rất là mới ạ. Rất là mới luôn nhé các bác. Này nó còn tem mác của Nhật đây ạ. Đấy, khi bếp nhà bếp nhà mình thì ai cũng mua cá làm cá hoặc các bác bán cá ngoài chợ. Đây cái này nó rơi vào 19 ạ, rơi vào 19 cent và bản ngang của nó đây ạ, 3,5, nó có 4 cái hàng răng này, rất là sắc bén nha các bác. Đấy, một cây đánh vẩy cá K11 em bán 120 ạ. 120k nhá các bác. Em qua K12, em có một cây bào củ quả. Đây, một cây bào củ quả này. Nó còn mới như thế này ạ. Lưỡi của nó đem quay gần này cho các bác xem. Sắc bén nha. Nó còn mới, nó còn trong cái bịch ấy các bác. Đây, lưỡi trước, lưỡi sau này. À, khi các bác bào đu đủ các thứ, rất là bén, rất là nhanh. Nhà mà có việc thì mình lấy này ra, mình bào một lúc là được một thau luôn các bác. Nó có... cây K12 này em bán 120k. 120k em đo qua ngang cái cây này ạ. Này, cái này nó dài khoảng là 30 nhá các bác, dài khoảng 30 cm và bản ngang của nó thì là 12. Cái lưỡi của nó thì là nó rơi vào là 14.5. Cái lưỡi cưa của nó là 14.5. Này nó là thép cực kỳ sắc bén nha cái lưỡi của nó nha các bác. K12 em bán 120. Em qua K13 thì cây này size lớn này, nó có cho mình cái chỉnh cữ này các bác. Chỉnh cữ này này. Cây này thì chiều dài của nó nó rơi vào 41 ạ. Rơi vào 41 và bản ngang của nó là 14. Và bản lưỡi sử dụng của nó này là 17. Là 17. Hai cây giống nhau. Cây này thì size lớn. K13 em bán 150k nhé các bác. 150k. Em qua K14 ạ. Em có một cây bào này. Cây bào này thì nó dùng để bào cá khô. Nó còn mới ở trong hộp này các bác này. Mới ở trong hộp này. Của hãng Kai ạ. Cây bào cá khô nhá các bác này. Của hãng Kai này. Kai Cút này là đàn anh của Kai ở đây các bác này. Hiệu Kai. Này.
chữ đóng khắp luôn, chữ cai đây, hiệu cai này. Lưỡi của nó thì đỉnh rồi, cái loại này nó còn mới như thế này các bác. Đấy, hình thức rất là đẹp ạ. Em đo qua chiều dài rộng của cây bào này nó rơi vào 20 nhé các bác. Và bản ngang của nó là 6.5 và nó cao khoảng là 2 cm. Đây, lưỡi của nó có chữ cai này, cai cút các bác, cai cút. Đây, lưỡi là rèn thủ công. Khi các bác mình bào những cá ngừ to để mình làm gỏi á các bác. Đấy, ở những nhà hàng mình làm hoặc là gia đình mình sử dụng thì rất là chất luôn rồi. Nó còn mới ở trong hộp như thế này nhé các bác. Đấy, K14 em bán 350k nhé các bác. Một cái bào rất là đỉnh luôn. Hôm qua K15 em có một cái phun sơn ạ. Một cái phun sơn này thì nó nhỏ, size của nó này là chỉ là 350 thôi, 350 thôi các bác. Này, hình thức của nó thì đây, khi các bác mình phun thì là cái bình sơn này nó lại ngược lên này các bác. Cái đầu của nó đây, em mở ra cho các bác này. Đầu nó này bằng đồng này. Hai cái này để chỉnh sơn nhá các bác. Và đây là hơi mình đưa vào ạ. Cái của nó đây là hãng K3 nhá các bác, K3. Của hãng Osaka của Nhật nhá các bác, Osaka. Cái này thì nó xanh nhỏ. Khi các bác mình phun sơn cái gì nó nhẹ nhàng nó nhỏ thôi thì mình dùng cái này thôi. Rất là tiện ạ. Rất là tiện. Em đo qua cái chiều dài của cái cây súng này nó rơi vào là, cái phun sơn này nó rơi vào là 11 cm nhá. Rơi vào 11 cm. Và cái bình đựng phun sơn này em mở ra cho các bác xem ạ. Nó còn mới ạ. Rất là mới luôn nhá các bác. Một K15 là cây phun sơn này của hãng Osaka. Em bán 200k nha các bác, 200k. Hiệu là Osaka. Đấy, 200k. Em qua K16. K16 em có một cái thước góc này các bác. Này. Thước góc đây. Em đo qua ngang đây ạ. Nó rơi vào là 21 ạ. Và cái chiều này của nó đây. Nó là 9,5 ạ. 9,5 một cái thước góc. K16 em bán 100k nhé. Hai cái này 100k. Em qua K17 ạ. K17 em có một con dao Tanto nhé các bác. Tanto nó còn trong hộp này. Hình thức của nó còn mới đét luôn nhá. Khi các bác mình sưu tầm hoặc là đi câu, đi phượt, đi chơi thì dùng con dao này. Nó là hai khúc nhá các bác. Nó hai khúc ạ. Em mở ra cho các bác xem. Mình đẩy vào nó là đây. Khi mình lồng nó đẩy vào nhau nó là một cây gỗ dài luôn. Đấy, khi mình lắp vào nhau nhá các bác. Nó là thép đây. Thép của nó đây ạ. Đấy, nói đến Tanto là các bác biết là nó sắc bén như thế nào rồi. Đấy, em đo chiều dài của một cây ạ. Chiều dài của một cây là nó rơi vào là 26 nhá các bác và lưỡi sử dụng của nó là 12.5. Lưỡi sử dụng 12.5. Nói nước dao Tanto là các bác biết rồi. Nó còn trong hộp như này. Các bác sưu tầm thì rất là ok. Đấy. K17 em bán 620k. K17 620k một con dao của hiệu Tanto. Em qua K18 ạ. Em qua K18 nha các bác. Em có một cái cây này để leo núi ạ.
cây leo núi nhá. Cây này thì nó của Pháp ạ. Đây, của Pháp. Đây, cái lưỡi của nó đây, để em mở ra cho các bác xem ạ. Nó còn trong nguyên trong cái hộp này nhá các bác, ở trong cái bao da. Và nó cho mình cái dây này, chắc là mình ngoắc vào tay mình đây. Một đầu này thì mình có thể mình chống ngỗng để mình đi đấy ạ. Và mình cầm ở đây ạ, mình cầm ở đây. À, cái đầu này thì đây. Rất là ok nhá các bác. Đây. Này là của Pháp luôn nhá các bác. Này. Chữ này là chữ của Pháp ạ. Và nó cái đầu này thì nó có mấy cái răng cưa này các bác. Đấy. Cây này thì em đo chiều dài của cái cây gậy này. Nó rơi vào 60 cm nhá các bác. 60 cm, hình thức của nó vẫn còn mới ạ. Này, cái đầu này của nó đây. Đấy. Đây nó có logo của Pháp đây. K18 em bán là 700k nhá các bác. K18 em bán 780k. Một cái cây leo núi vẫn còn mới ạ. Rồi em qua K19. K19 em có một cây dìu nhá các bác. Cây dìu cán của nó đây ạ. Cây này thì nó của quân đội Mỹ ạ. Quân đội Mỹ. À, bản lưỡi của nó đây. Vẫn còn mới như thế này, em để nguyên nhá, nguyên zin sơn luôn, nó có một lớp sơn rất là dày ạ. Có một hàng chữ đóng đây ạ. Nó có số của nó để nó xếp vào kho đấy. Cái này của quân đội Mỹ nhá các bác. Nó nặng 2,7 kg ạ. Và cán nó dài một cái cán của nó dài khoảng 1 mét ạ. Dài khoảng 1 mét. Này cái đầu của nó đây. Cây này zin nguyên sơn đấy ạ. À, em đo qua cái ngang của lưỡi nhá. Ngang của lưỡi dìu nó rơi vào 12 nhá các bác. Và dài của lưỡi dìu thì nó rơi vào là gần 20 ạ. Rơi vào gần 20. Cây này nặng 2,7 kg. Lưỡi còn sắc bén này. Nói đến dìu của Mỹ rồi thì là rất là chất rồi nha các bác. Này nó có một hàng chữ đóng đây. Cán nó còn zin nguyên. Rất là đẹp ạ. Rồi cây dìu này K19 em bán 950 nhá các bác. 950 một cây dìu. Rất là đẹp luôn. Em qua K20. K20 em cũng có một cây dìu ạ. Này, cán của nó còn zin luôn nhá các bác. Còn zin luôn. Lớp sơn của nó cũng còn zin ạ. Lớp sơn còn zin. Này. Cây này nó cũng nặng 2,6 kg, 2,7 kg ạ. Và đóng chữ USA đây các bác. USA đây. Lớp sơn của nó dày 2-3 lớp ạ. Này là mình các về là xẹt nó ra là nó có luôn cả cái chữ của nhà máy luôn á. Của nhà máy luôn, em để nguyên zin nhá các bác. Cây này nó cũng nặng thế. Và nó dài của lưỡi của nó là 19 luôn. Ngang của lưỡi của nó là 11 ạ. Ngang của nó là 11. Zin nguyên, nguyên lớp sơn luôn. Đây chữ USA đây nhá các bác, USA đây. Em phải cận này lại cho các bác nhìn nhá, một lần nữa. USA. Cây dìu này có chữ USA. K20 em bán 1.900.000. K20 1.900.000. Em qua K21 ạ. K21 em có hai cây xẻn nhá các bác. Hình thức của nó thì còn mới ạ. Nó có tay cầm trợ lực. Lớp sơn thì màu ghi ạ. Cây này lưỡi vuông nhá các bác. Cây này lưỡi vuông và nó có logo của Nhật đây ạ. Nội địa Nhật nhá các bác. Tem mác của nó còn nguyên này. Đấy, nguyên lớp sơn mạ.
nó có hơi những cái lớp này nó chỉ là chảy xước do vận chuyển thôi, mà nó dài 82 cm nhé các bác, dài 82, dài của lưỡi của nó là rơi vào 22 ạ, và bản ngang của lưỡi nó là 18 nhé các bác, bản ngang của lưỡi 18, một cái sẻn lưỡi vuông K21 em bán 360 nhé các bác, 360. Em qua K22 ạ. Em có một cây sẻn này cũng hình thức cũng nó như vậy, y chang vậy thôi ạ. Một cây lưỡi nhọn, một cây lưỡi vuông. Cây lưỡi nhọn này thì dài nó vẫn 82 nhá các bác. Và lưỡi của nó, chiều dài của nó là nó rơi vào 22 ạ. Và bản ngang của nó là 15 nhá các bác. Bản ngang nó 15. Trước sau của nó đây ạ. Trước sau của nó đây. Này nó đóng số ở đây này các bác. Này, giống nội địa Nhật đây. Tem mác của nó nha. Và đặc biệt nó là thép. Nó là thép. Tay cầm trợ lực còn mới tinh luôn. K22 em bán 360, 360 luôn. Hai cây là nhọn vuông là 360 hết ạ. Rồi em qua K23. K23, em có một cây sẻn đa năng nhé các bác. Khi các bác mình có xe hơi này, đi phượt, đi chơi thì mình có thể mình tháo ra từng khúc. Cái này nó tháo ra được 4 khúc đấy ạ. Này, xoay ra 4 khúc. Và cái lưỡi của nó đây, nó rất là đa năng nhé các bác. Có giáp ban đóng đây. Lưỡi thì nhọn. Bề này là răng cưa nhé các bác. Này là lưỡi này, lưỡi dao. Các bác có thể cứa nó xuống thế này. Và các bác mình có thể xoay thế này. Khi xe mình có sự cố gì thì mình dùng cuốc, dùng làm cuốc làm sẻn luôn. Đấy. Xoay như thế này nó là cuốc ạ. Mình siết chặt lại như thế này là nó là cuốc nha các bác. Và không thì mình lại mở nó ra thì mình làm sẻn thẳng ra. Đấy. Mình xoay này. Mình để gọn nó vào, mình để trong ba lô, mình có thể mình đeo đi hoặc là mình để trong xe hơi. Đấy, làm 3-4 khúc nha các bác. Cái này xe mình có thể gặp sự cố thì mình có thể phá kiếng được luôn. Phá kiếng được luôn. Em đo qua cái lưỡi xẻn này ạ. Nó rơi vào 16 ạ. Và bản ngang của nó là 12 nha các bác. Bản ngang của nó là 12. Và cả cán của nó, cán của nó là dài 70 cm nha các bác. Trừ lưỡi ra, cái cán dài 70 cm thì cái lưỡi nó vào thì cũng là 80 mấy cm rồi. Là vừa làm cuốc vừa làm sẻn được, rất là đa năng nhá. Gọi là cái sẻn sinh tồn. Khi các bác mình đi phượt, đi câu, đi chơi thì mình có thể mình mang đi gấp gọn, mình để vào ba lô, mình đeo lên người thôi ạ. Rất là ok nhá các bác. Một cây sẻn này, cây sẻn này thì nó là K23. K23 em bán là 380 ạ. 380 một cây sẻn đa năng nhé các bác. Em qua K24 ạ. Em qua K24, em có một cây kéo cắt cành nhá. Cây kéo này cắt cành, nó của hãng Mát này. Tay cầm của nó đây, rất là êm nhé các bác. Nhựa rất là êm. Đấy, chưa có rách dưới gì hết ạ. Cái tay của nó bằng nhôm nhá các bác. Và nó có một cái lò xo trợ lực ạ. Cái lò xo này trợ lực, mình cắt rất là nhẹ, ra vào rất là nhẹ nhàng. Lưỡi của nó đầy này, sắc bén nhá các bác. Và nó hiệu của hiệu Mark này thì là nó rất là ok rồi. Cây này thì nó dài là 47 cm nhá các bác. Dài 47 cm. K24 em bán 200k ạ. K24 em bán 200k. Em qua K25 mà em cũng có một cây cắt cành này. Cây này thì đặc biệt nó này. Khi các bác mình muốn cắt trên cao thì mình đẩy, mình mở nó ra. Khi mình không thì mình lại đẩy, nhấn như này lại đưa nó vào. Tay cầm của nó thì rất là êm rồi. Đấy. Này, cái lưỡi của nó đây ạ. Lưỡi sắc bén nha các bác. Em quay cận hai bên này ạ, lớp sơn mạ còn nguyên. Tay cầm của nó đây, rất là êm. Cây này thì kéo dài ra là 1 mét đấy các bác. Kéo dài ra 1 mét.
K25 em bán 320 nhá các bác. K25 em bán 320. Em qua K26 ạ. K26 thì em có một con dao đây. Nó còn trong cái hộp này, tay cầm của nó thì này các bác nhìn này. Nó giả, cái này là gỗ nhá các bác. Và cái chốt của nó đây. Cái vỏ dù của nó thì rất là mềm. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp ạ. Em đo chiều dài của cây dao này. Nó rơi vào 31 cm nhé các bác. Rơi vào 31 cm và lưỡi sử dụng của nó là 17 ạ. Lưỡi sử dụng nó 17. Bản ngang của nó là 3,2 nhá. Bản ngang của nó 3,2. Một con dao này như các bác đi phượt, đi câu, đi chơi, sưu tầm này. K26 em bán 340 ạ. K26 340. Em qua K27 ạ. K27 nhé các bác. Em có một viên đá mài. Có một viên đá mài đây. Hình thức của nó còn cái lớp ni lông nó ấy vào đây ạ. Và nó cho mình một cái đế của nó bằng cao su. Khi các bác đẩy xuống để đẩy dao mài á, nó không có trượt. Nó có cái đế cao su rồi nó giữ lại rồi. Và nó có hai mặt này, trắng và mặt đỏ. Độ mịn của nó thì là lên tới là 8.000 rồi. Độ mịn lên tới 8.000. Em đo chiều ngang của nó rơi vào gần 6 cm nhé các bác. Dài của viên đá này thì là 18 cm. Và chiều cao của nó đây ạ. Chiều cao gần 3 cm. Độ mịn lên tới có một mặt là mịn 3.000, một mặt trắng này là mịn 8.000 nhé các bác. Đấy, của da ban đây ạ. K27 em bán 180 ạ. K27 em bán 180. Em qua K28. Em có một cái rũa kim cương nhá các bác. Này, của da ban đây. Nó còn rất là mới ạ. Còn rất là mới, khi các bác mình có thể để trong nhà bếp, mình liếc dao nhẹ nhàng thôi là nó rất là sắc bén luôn. Còn nhám rất là nhiều ạ. Cây này thì nó rơi vào là 26.5 nhá các bác. 26.5. Và lưỡi sử dụng của nó là 15 ạ. Lưỡi sử dụng 15. Đây, nó có 3 chốt này, rất là bền ạ. Đây, nó phun cán xuống tận đây mà. Rất là nhám luôn, mình có thể làm rũa cũng được. Mình mài dao, liếc dao cũng được. K29 em bán là 160k nhé các bác. 160k. Em qua K28 là 160. 28 là 160 và 29 ạ. K29 em có một con dao đây. Cán nó bằng sừng nhá các bác. Và khâu là khâu đồng. Khâu đồng. Đây nó có chữ đóng trên lưỡi dao đây. Chữ đóng này ạ. Và nó cho thêm mình cái này để các bác có thể mở. Đấy. Có cái chốt này để mình có thể mình treo vào dây lưng hay cái gì đấy cũng được ạ. Em đo chiều dài của cây dao này nó rơi vào là 20 nha các bác. Và lưỡi sử dụng nó là gần 8 ạ. Lưỡi sử dụng gần 8. Một con dao rất là ok luôn. Khâu đồng, cán sừng luôn. Hết cái cán này sừng luôn nha các bác. Đấy. K29 em bán 320 ạ. K29 em bán 320. Em qua K30 nhá, em có một con cái con dao mini này. Nó còn nằm trong cái bịch này và cái cán của nó là titan nhá các bác. Dao rất là đẹp luôn ạ. Nhỏ gọn dễ thương. Vân Ramaket à, Vân Ramaket này. Chiều dài của cây dao này nó rơi vào 12 và lưỡi sử dụng của nó chỉ có 5,5 thôi các bác. Vân Ramaket. Cán này nó bằng titan, nhựa bằng titan rất là đẹp ạ. Khi mình gấp lại đây các bác. Treo vào chùm chìa khóa xe. Các bác chạy đi có thể cắt cái gì cũng được ạ. Một cái dao này rất là đẹp luôn.
K30 em bán 300k nhé các bác, 300k một con dao rất là đẹp. Em qua K31 ạ. K31 em có một con dao đây. Nó còn nằm trong vỏ da, cái vỏ này là da thật nhá các bác, da thật luôn, rất là mềm ạ. Đấy, em quay cận này. Đóng bằng khâu đồng hết luôn ạ. Họa tiết ở trên cái da này nó làm cũng rất là đỉnh luôn rồi. Này, cái tay cầm của nó đây các bác. Khâu này là khâu đồng và nó có chữ da ban đóng nha các bác. Da ban đây ạ. Đấy, da ban nha các bác. Lưỡi của nó đây. Sắc bén luôn các bác. Rất là nặng luôn, con dao nặng lắm các bác. Này, em đo chiều dài của cây này. Chiều dài của nó rơi vào là 25 ạ. Và lưỡi sử dụng của nó là 14 nhá các bác. Lưỡi sử dụng của nó 14. Và bản ngang của lưỡi nó em đo chỗ lớn nhất á là 3.5. 3.5. Rất là dày luôn. Con dao này rất là dày. Em đo cái trên chỗ dày của nó đây ạ. 4.99 là 5 chấm luôn rồi các bác, 5 ly, 5 ly rồi đấy. Đấy, một con dao này có chữ da ban đóng đây. Mờ nhá các bác. Nằm trong vỏ da rất là đẹp. K31 em bán 550 ạ. K31 550. Các bác mình sưu tầm con dao này thì rất là khí chất luôn rồi. 550 nhá các bác. Rồi K32. K32 em có một cái hộp này, em mở ra cho các bác này. Đầy đủ các đầu luôn. Đầu cộng, đầu trừ. Cái đầu này lấy dấu luôn nha các bác. Và cái cần của nó đây cũng rất là mới ạ. Đấy, khi các bác đóng vào này thì mở thoải mái luôn. Một bộ này đầy đủ luôn đấy ạ. Nhật nhá các bác này, da ban đây ạ. K32 em bán 150. K32 150. Em qua K33 em cũng có một con dao đây. Hình thức của nó đây ạ. Em mở ra cho các bác xem. Đây, có chữ trên lưỡi dao đây. Hình thức con dao rất là đẹp luôn. Khi các bác mình mà đi phượt, đi chơi rồi mình vào rừng thì mình có thể mình mang theo để mình phòng thân. Khi mà mình gặp sự cố gì như cắt dây hay là gọt cháy cây các thứ. Con dao này thì nó rơi vào 26 ạ. 26 và lưỡi sử dụng của nó là 12 nhé các bác. Bản ngang của dao thì nó rơi vào là 2.4. Dao vào dài là 2.4 khi mình gấp lại. Mình khẽ nghiêng cái móng tay này cái thôi. Này, nghiêng cái này thôi là mình đưa cái lưỡi nó vào nhẹ nhàng. K33 em bán 360 nhá các bác. 360k K33. Em qua K34 ạ, em có một cái kìm điện nhá các bác. Kìm điện. Này, nó có ở da ban đây ạ. Cái bọc nhựa của nó vẫn còn lành lặn nhá, chưa có đứt nát gì nhá các bác. Và cái đầu mà để bấm dây này rất là khít ạ. Đấy. Đấy, cái đầu lỗ tuốt của nó thì vẫn còn sắc bén nha các bác này. Đấy, một cây kìm chết size 34. Em đo chiều dài của cây này. Nó 21 ạ. Nó rơi vào 21 cm, nó còn mới nha các bác. K34 này em bán là 150 ạ. 150k. Em qua K35 em có một cây lấy dấu nha các bác. Cây lấy dấu đây. Đấy, chiều dài của cái cây này thì nó rơi vào 13. Rơi vào 13 xem. Hình thức của nó thì còn mới nguyên nha các bác.
Cây này thì là K35, em bán 60k nhé các bác, 60k. Em qua K36 em cũng có một con dao ạ. Đây, con dao gấp. Cái chỗ này thì mình có thể luồn dây lưng vào, mình đi vào rừng, mình đi phượt, đi câu, sưu tầm. Đấy, lưỡi dao của nó đây ạ, lưỡi dao của nó đây. Nó cái lớp nhựa, cái cán nhựa của nó làm rất là đẹp luôn nhé các bác. Chiều dài của con dao này nó rơi vào là 22 cm, và chiều dài của lưỡi sử dụng ạ, nó là gần 10 cm nhé các bác. Bản ngang của nó là 3.4, bản ngang là 3.4. Khi mình gấp lại nhỏ gọn dễ thương các bác. Này, K36, K36 em bán 500k. Em qua K37 ạ. Em có một cái mỏ lết răng này các bác, hiệu của Lotte này. Cái này là lớp sơn mạ nó còn nguyên nhé các bác. Đây, hiệu con tôm nhé các bác, size 300. Răng lợi của nó đây ạ, em quay cận cho các bác nhìn răng lợi đây. Cây này còn chưa qua sử dụng ạ, chưa qua sử dụng. Size 300. Có da ban nóng đây nhé các bác. Lớp sơn mạ nó chỉ có chảy trượt này là do nó vận chuyển thôi, chứ còn chưa qua sử dụng ạ. Lotte đây. À, cây mỏ lết răng này là K37. Em bán là 280 ạ. 280k. Em qua K38 ạ. K38 em có một cây mỏ lết nhôm nhá. Các bác thợ mình thì dùng cây này thì là rất là nhẹ rồi. Rất là nhẹ. Đấy, size của nó đây. Răng lợi của nó đây ạ. Đây là nó do là nó vận chuyển thôi các bác. Này, có USA đóng đây ạ. Em đo chiều dài của cây này. À, nó rơi vào là 33 cm ạ, nó rơi vào gần 33 cm. Rất là nhẹ. K38 em bán là 400k. Cây này rất là nhẹ nhé các bác, nó bằng nhôm thì nó cực nhẹ rồi. Các bác mình làm thì nó nhẹ nhàng. K39 em có một cây bấm điện này, bấm cốt này các bác. Này, nó đầy đủ các 8 này, 2, 3 này, 1 phần 25 này, 5,5, 14 này. Đấy. K39 em bán cho 220, lớp sơn mạ nó còn nguyên nhá các bác. Cái tay cầm của nó này, nói em bóp thế là các bác nghe thấy rồi á. À, nó rơi vào 28 xăng ạ, rơi vào 28 xăng, lớp sơn mạ còn nguyên, cái này chưa qua sử dụng nhá các bác, chưa qua sử dụng. K39 220. À, em qua K40 ạ. K40 em có một cái mỏ quả. Cái kìm mỏ quả. Này, răng lợi của nó thì còn nguyên đây các bác. Đấy, rất là rộng nhá, miệng nó rất là rộng ạ. Em đo chiều dài của cây này. À, nó rơi vào 25 cm nhá các bác. Rơi vào 25 cm. K40 em bán 140 ạ. 140. À, rồi em qua K41 ạ. Em có một bộ khóa nhá. Bộ khóa này thì là nó một đầu mở này. Đầu này thì là nó đầu lắt léo nhá các bác. Đầu lắt léo này. Cây này thì nó size 14, 13, 12, 18. Bộ này 5 cây. K41 em bán là 300k. Thêm cái đầu lắt léo các bác mở, thợ sửa xe đạp hay xe ấy là cái bộ này là rất là ok luôn. K41 em bán 300k. Em qua K42 em có một cái bấm dây lưng nhá các bác. Bấm dây lưng nó là thép không dỉ rồi. Tay cầm của nó đây ạ. Tay cầm của nó đây. À, và nó cho mình cái đế chỗ này để
để mình bấm ấy, nó bằng đồng đấy các bác. Nó 6 cái lỗ bấm đây, đầy đủ các lỗ bấm. Sắc bén nhá các bác. Sắc bén. Khi các bác mình bấm dây thì nó có lỗ của nó bao nhiêu này, nó ở trên này hết rồi. Nó có cái gạt đây các bác, gạt lại là nó khóa lại. Và lớp nhựa tay cầm của nó vẫn còn nguyên nhá các bác. Vẫn còn nguyên. À, em đo chiều dài của cái cây bấm này, nó rơi vào 21 xăng ạ, gần 22 nhé các bác. Cây này thì bấm dây lưng này K42 em bán 150 ạ, K42 150. Em qua K43, em có một cái man ý nha các bác. Khi các bác thợ mình mà làm mà cần cái này á thì là các bác mua. Nó còn mới như thế này ạ. Còn mới ạ, em xem kiểm tra hết rồi. À, K43 em bán 100k nhé các bác, 100k. Em qua K44 ạ. Em qua K44 em có một cái cái này, cái cảo nhé các bác. Cái cảo đây, hiệu con tôm á các bác, súp bờ á, hiệu súp bờ. Cây này là size của nó là số 8 nha các bác, số 8. Nó có da ban đóng này. Đấy, sợi cây này là size số 8 mà. Này, đằng này mặt đằng sau thì nó có hơi bị bong chóc một ít lớp sơn mạ nha các bác. Các bác vệ sinh đi cái là nó rất là mới ạ. Hiệu của súp bờ size số 8. À, cây này thì em bán với giá là 500k thôi các bác. K44 500k một cây cảo bạc đạn. Em qua K45, em có một cây rìu đây ạ. Tay cầm thì nó có một rách một tí chỗ này thôi, nhưng các bác vẫn xài vô tư nhá các bác. Là hình thức của nó đây ạ. Nó là lưỡi của nó rèn thủ công 3 lớp thép nha các bác, rèn thủ công 3 lớp thép. Đây, em đo chiều dài của cây này. À, nó rơi vào 33 cm nhé các bác. Dài của lưỡi sử dụng nó là 11 ạ. 11. Và bản ngang của lưỡi nó đây, rơi vào 7 cm nhé các bác, rơi vào 7 cm. Cái này nó có một cái này để tản lực nhé các bác. Tản lực. Đấy. Các bác chặt dừa, chặt những củi nhỏ, hoặc là các bác sưu tầm hay đi vào rừng chặt phát cái gì cũng được ạ. K45 em bán 200k. Em qua K46, em có thêm một con dao này về đây. Con dao này thì nó cho mình cái có một cái đánh lửa nha các bác. Các bác mình đi vào rừng thì là nó có cái cây này để đánh lửa. Đấy, các bác gạt là nó ra lửa. Đấy. Cái này thì lưỡi nhọn nha các bác. Lưỡi nhọn. À, nó có chữ của nó đây. Tay cầm của nó thì bằng nhựa rất là êm ạ. Nhựa cao cấp nhé các bác. Dáng dao của nó đây ạ. Em đo chiều dài của cây dao này. Thì là cây dao này nó rơi vào 29 nha các bác. Rơi vào 29 và lưỡi sử dụng của nó là 16 ạ. Lưỡi sử dụng 16, bản ngang của lưỡi. Nó rơi vào 3 cm nhé. Rơi vào 3 cm. Này, lưỡi sắc bén luôn. Một con dao rất là đẹp, các bác mình đi phượt thì có những con dao này thì rất là ok ạ. À, K46 em bán 300k. K46 300k. Hôm qua K47 em có một cây búa nha các bác. Cây búa nó còn mới như thế này ạ. Tem mác của nó đây. Cây này thì chưa qua sử dụng luôn. ASH. Một đầu gò, một đầu đóng nha các bác.
đầu gò đầu đóng vẫn chưa, lớp sơn mạ thì còn nguyên này, lớp sơn mạ còn nguyên. Cái búa này thì nó dài này, à, nó rơi vào 32 cm, rơi vào 32 cm. Đầu đóng của nó còn mới ạ, đầu gò của nó đây. À, cây búa này là K47, em bán 160k, 160k. Em qua K48 ạ. K48 em có một cái cây này là của Đức nha các bác. Đây này. Đẹp man nì này, nó ở trên cán luôn đây này các bác. Đấy, cán của nó đây. Và cái đầu đóng của nó đây, lớp sơn mạ nó còn nguyên nhá các bác, lớp sơn mạ còn nguyên. Đây nó có số ở trên đầu đây. Đấy, nó có số luôn, đóng ở đây luôn. Một cây búa này của Đức ạ. À. Em bán 280k nhá các bác. 280k một cây búa của Đức. Đẹp manh nỉ đây. Cây búa rất là đẹp luôn. Cây này các bác sưu tầm thì là rất là chất rồi. Em K49 ạ. À. Em có một bộ khoan tháp nhé các bác. Có một bộ khoan tháp. Em mở ra cho các bác xem ạ. Nó cho mình làm một cây khoan tháp lớn. Nó có số ở trên cây khoan hết đây ạ. À. Từ 1 đến từ 6 đến 32 nhé các bác, từ 6 đến 32. Còn cây này là nó có số hết trên những cái cây này luôn này, cây khoan tháp này luôn này. Cây nhỏ này là từ 4 cho đến 14 nhé các bác. Nó có cữ hết rồi đấy ạ. Và hai cây khoan này thì cái chân của nó vẫn còn mới như thế này nhé các bác. Rất là sắc bén luôn đấy, cầm không cẩn thận đứt tay á các bác. Bộ khoan vẫn còn nằm trong hộp này nhá các bác. K49 em bán 180 ạ. K49 180 nhá các bác. Bộ khoan tháp. À, em qua K50 em có một bộ đây, vừa là đầu vít vừa là khoan nhá các bác. Vừa là vít vừa là khoan. À, nó có số của những đầu vít trên cái này, nó còn ở trong cái hộp này ạ. Trước sau đây. Đấy, một bộ này thì K50 em bán 180 nha các bác. Còn mới, còn rất là mới ạ, trong cái hộp này. À, em qua K51 ạ. 51 thì em có một cái cây kìm này. Kìm này nó đa năng luôn đấy các bác ạ. Này, khi mình gấp lại thì nó như thế này đây. Đấy, hiệu của nó đây ạ. Trong này mình nó đầy đủ này, đầy đủ các món ở trong này nhé các bác. Em đặt cái thước lên cho các bác nhìn đây. À, nó rơi vào khoảng 15 ạ. Rơi vào khoảng 15. Nó có đầy đủ các những cái phụ kiện cho mình đi theo đây. Và cái mỏ của nó đây. Răng lợi vẫn còn sắc bén nhá các bác. Hiệu này là của Nhật rồi này. Logo này của Nhật rồi các bác. Và trên cây cưa này nó còn có số luôn nhá. Cây cưa còn có số luôn. Rất là tiện lợi ạ. K51 này em bán 320 nhé các bác. K51 320. Em qua K52, em cũng có một cái này đây. Này nó còn mới như thế này ạ. Răng lợi của nó đây. Và nó có chữ đây, Thadet theo là ở trong cái cán này nhé các bác. Trong cái cán này. Và nó cũng có các đầu rồi các dao riếc ở trong này luôn nhá các bác. Hai bên đều có hết luôn. Này. Và chữ Thadet theo ở trong.
rất là xinh. Chiều dài cái này nó 10 sen ạ. Chiều dài 10 sen. K52 em cũng bán 300k nhé các bác. K52 300k. Em qua K53. Em cũng có một số cây mở này các bác. Một số cây mở này thì là nó là cây 19 này, 13, 14, 17, 10, 12 nhé các bác. Và cây nhỏ nhất là 8 ạ. Nó có 7 cây. Đầu mở này. Đầu này đầu vòng nhé các bác. Này. Vòng mà vòng tự động á các bác, vòng tự động. 7 cây. K53 em bán cũng 280 ạ. K53 280. K54 ạ. Rồi em lên tiếp theo K54 các bác. Một cây cắt tỉa này nhá các bác, của hãng ARS ạ. ARS này, trên cái ốc của nó cũng ARS đây ạ. Khi các bác mở ra này, có cái gạt đây này, nó có chữ da ban đóng đây các bác, chữ da ban đóng này. ARS cũng đóng trên cán luôn này các bác. Đấy. Em đo chiều dài của cây này thì nó rơi vào 19 ạ, rơi vào gần 19. K54 em bán 320. K54 em bán 320k. Em qua K55 ạ. K55 một cây cắt tỉa đây. Cái này là da ban này ạ. Này. Lò xo thì chữ V nhé các bác. Lưỡi của nó đây ạ. Em đo chiều dài của cây này. Nó rơi vào 20 cm nhé các bác. Rơi vào 20 cm. K55 em bán 180 ạ. K55 180. Em qua K56. Em có một cây đục. Nó còn mới ở trong cái hộp này ạ. Này, cái đầu của nó này các bác, chưa qua sử dụng nhá. Đây, nó có chữ da ban đóng này các bác. Và cái chân của nó, cái chân của nó thì để em đo xem nó là bao nhiêu ạ. Mười hai chấm bảy bảy nhé các bác, các bác thợ mình này, 12.77 để có gì còn lắp vào máy nhé các bác. Size của nó là 280 này đấy, 280 mm này, của hãng đây, nó có da bàn này, ma dây in da bàn này. Đấy, đầu nhọn chưa qua sử dụng. Chân của nó là 12.77. Còn mới chưa qua sử dụng nha các bác. Còn rất là mới chưa qua sử dụng. K56 em bán 200k. K56 em bán 200k. Em qua K57 ạ. K57 thì cũng một cây độc còn mới như thế này nha các bác. Cái chân của nó cũng như vậy ạ. Em nghĩ cái chân nó, mà đầu nó đầu dẹt ạ. Này, đầu dẹt nó sơn, lớp sơn còn nguyên nhé các bác, lớp sơn còn nguyên. Này thì của Checkmark này các bác, Checkmark này. Đấy, còn mới chưa qua sử dụng luôn. Chân của nó em đo cái chân này chắc cũng bằng chân kia thôi. Cái này thì nó rơi vào 12.95, cái kia 12.77 nhé các bác thợ. Cây này thì lưỡi dẹt. Nằm trong cái hộp như thế này. K57 em bán 200k nhé các bác. K57 em bán 200k. Em qua K58 em có một cái đục đây.
cái lưỡi của nó đây ạ, lưỡi nghiêng nhé các bác, lưỡi nghiêng. Cây này thì chiều dài của nó, chiều dài của nó rơi vào là 35 ạ, rơi vào 35 cm. Và lưỡi sử dụng của nó đây, lưỡi sử dụng của nó là khoảng 10 này, 11 ạ. Bản ngang của lưỡi đây, lưỡi này nghiêng nhé các bác, nó 2.5 ạ, bản ngang của nó 2.5. K58 em bán 140 ạ. Hôm qua K59 cũng một cây độc đây các bác, nó rơi vào là 18.5. Lưỡi sử dụng của nó đây, nó 8 ạ. Và bản ngang của nó, bản ngang của nó là 1.2 nhé các bác, 1.2. Cây này nó có chữ đóng trên này, trên lưỡi đây, chữ Nhật đóng lên đây, lớp sơn mạ còn nguyên nhá. Này cái khâu của nó đây các bác, này là chưa sử dụng luôn. Một cây độc K59 em bán 140 ạ. Em qua K60 nhá. Này, một cây độc nó có dấu chữ Nhật đóng lên đây. Lớp sơn mạ còn nguyên ạ, và lưỡi nó sắc bén nha. Này thì nó rèn thủ công rồi. Tem mác của nó còn đây. Em đo chiều dài của nó. Nó rơi vào 30 ạ. Và lưỡi sử dụng của nó 9 nha. Bản ngang của cây đục này nó rơi vào là 2.4 ạ. K60 em bán 160 nha các bác. 160k. Em qua K61 ạ. K61. Một cây đục này này cũng có chữ Nhật đóng lên đây. Này, em quay trước quay sau này. Lớp sơn mạ thì còn nguyên, đầu đóng của nó đây ạ. Chiều dài của cây độc này nó rơi vào là 27 năm. Và lưỡi sử dụng của nó là rơi vào là 7 cm. Bản ngang của lưỡi đây ạ. Bản ngang của nó là 4.7. Bản ngang của cái lưỡi độc này là 4.7. Lưỡi rất là sắc bén này. K61 250. Em qua K62 ạ. Em có một cây rìu này rất là mới nhá, của Thụy Điển ạ. Của Thụy Điển nhá các bác. Nó còn cái da nó bảo vệ cái lưỡi của nó đây, da rất là mềm, da thật luôn ạ. Cái này chưa qua sử dụng luôn nhá các bác. Lớp sơn mạ của nó như thế này là các bác biết là chưa qua sử dụng rồi. Chữ nó bằng hơi này, khắc bằng hơi trên cán này. Đấy, cái vân của cán gỗ nhá các bác, vân của cán gỗ này, bề mặt hai bên đây ạ. Em đo chiều dài của cây rìu này, nó rơi vào 38 ạ, rơi vào 38 cm. Chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 14 ạ. Và bản ngang của nó đây, bản ngang của lưỡi đây, bản ngang của nó là rơi vào 8.4 ạ. 8.4. Cái đầu đóng của nó, chốt của nó đây các bác, rất là đỉnh luôn. Một cây rìu đến từ Thụy Điển. K62 em bán 1.600.000 nha các bác. 1.600.000 cây rìu này. Đấy, cây rìu của Thụy Điển rất là đẹp luôn. Khi các bác mình sưu tầm thì là rất là chất rồi. Cái da của nó da thật mà có một cái chốt đồng ở đây luôn các bác này. 1.600.000 nhé các bác. Em qua cây mới, em có một cây rìu nữa đây, tay cầm của nó đây ạ. Khi các bác mình nở ra này, nó có cái dây nhá các bác. Này, lưỡi của nó đây ạ, lớp sơn mạ còn nguyên, sắc bén nhá các bác. Chiều dài của cây này, chiều dài của cây này thì nó rơi vào là 37.5 nhá. Chiều dài của lưỡi sử dụng ạ, nó rơi vào 19 ạ, 19 cm. Và bản ngang của lưỡi,
Bản ngang của nó là 10 nhá các bác, bản ngang là 10. Này, lưỡi em quay cận cho các bác xem, rất là đẹp luôn ạ. Cây này thì là K63 em bán 360 ạ. 360k nhá các bác. Các bác mình đi phượt hay là trưng bày hay là sưu tầm thì rất là tốt luôn. 63 K63 em bán 360. Em qua K64 nhá các bác. 64 thì em có hai bộ vít ạ. Hai bộ vít. Này. Này nó có chữ Gia Ban hết nhá các bác. Cây nào cũng có hết luôn. Này cũng có Gia Ban hết luôn ạ. Này, cây bé xíu này nó cũng đóng nha các bác. Đây cây này có này. Một bộ như thế này em bán 90k. Đi bãi mà bới được những này là ok lắm rồi các bác. Này 90k em có hai bộ nhá. Các bác nào chốt hai bộ thì 180 ạ. Hai bộ thì 180. Rồi em qua K65. Em có một cái đê nhá các bác. Hình thức của nó đây ạ. Này, nó có một cái tem ở đây nhá các bác, nó đóng ở đây luôn đấy, bằng đồng luôn đấy các bác. Đấy, nó có bốn cái chốt này để mình vít vào bàn nhá. Và bề mặt của cái đê này chưa qua sử dụng luôn. Chưa qua sử dụng luôn. Chỗ này thì mình có thể mình bẻ những cái dây thép, bẻ cho vào đây, bẻ vào mũi của nó đây ạ. Các bác nhìn này là nó chưa qua sử dụng nhá. Các bác mình sưu tầm thì thôi rồi, rất là đỉnh luôn. À, chiều dài của cái lưỡi này, à, cái đe này nó rơi vào là 13 cm và nó cao là 6.5. Bản ngang của nó là 2.8 ạ. Bản ngang của nó 2.8. Và cái này nó nặng là 700g nhá các bác. Nặng 700g. Rất là đẹp luôn, sưu tầm thì là rất là ok. Hay các bác mình thợ là đồng hồ các thứ, tiệm vàng bạc đấy ạ. K65 em bán là 540k, 540k. Lớp sơn mạ của nó còn nguyên ghê chưa các bác. Em qua K66. K66 em cũng có một cây đe này đây các bác. Đấy, hình thức của nó thì cái này thì là nó ở bãi, rất là láng mịn nhưng nó màu này nhá các bác. Nó là màu này. Đấy. Đây là số 2. Lớp sơn mạ của nó đây. Này thì người ta xài lướt qua thôi, xài ít thôi ạ. Chứ xài nhiều thì nó đâu còn lớp sơn mạ này đâu các bác. Và cái này nó nặng là gần 2 kg nha các bác. Gần 2 kg. K66 em bán 580. 580. À em K67 em lại về được một cây bào này của anh nha các bác. Cây bào này của anh. Hình thức của nó đây ạ. Rất là đẹp luôn nhá các bác. Tay cầm của nó lớp sơn mạ như thế này ạ. Lớp sơn mạ như thế này. Các bác mình sưu tầm thì là nên mua những cái này thì size này nó là 23 ạ. Dài 23 và bản ngang của nó là 6 ạ. Bản ngang nó 6 và nó cao đến chỗ tay cầm của nó là 11 nhá các bác. Cao lên là 11. Một cây bào này của anh. Tem mác của nó đây ạ. Nhìn rất là đẹp luôn. K67 em bán 1.500.000. K67 1.500.000. Em qua K68 ạ. K68 thì em có cây bào nhá các bác. Một cây bào đây. Nó còn mới này. Đấy. Nó còn cái miếng da này bảo vệ cái lưỡi nó đây ạ. Đây. Nó là thép không rỉ, có chữ Nhật đóng lên cái lưỡi của nó đây. Bên này, chữ bên này đây. Và chiều dài của cây này
chiều dài của nó rơi vào là 26 ạ. Bản ngang của nó là 7.5 nhá các bác, và nó cao này, được 3 sen. Một cây bào này còn mới, chưa qua sử dụng luôn. K68 em bán 180, nó còn cái miếng da bảo vệ lưỡi này. Đấy. K68 180. Em qua K69 nhá, em có một cây bào nó còn trong cái vỏ, trong cái túi như thế này ạ. Này, cái túi nó có chữ Nhật luôn. Cái này còn mới tinh luôn các bác này. Tem mác của nó đây, chữ nó đây ạ. Và trên bề mặt của nó, chữ khắc trên bề mặt đây. Cây bào này rất là đẹp luôn, lưỡi của nó đây ạ. Em đo chiều dài của cây bào này, nó rơi vào là 25,5 ạ. Bản ngang của nó là, chiều cao của nó là 3 nhé các bác. Và bản ngang của nó là 7.2. Đây, thép rèn thủ công có chữ đóng trên cái này, chốt của nó đầy đủ nha các bác. Còn nằm trong bao vải như thế này ạ. Còn nằm trong cái bao vải. À, K69 em bán 200k nha các bác. K69 200k. Em qua K70 ạ. K70 thì em có một con dao sashimi nha các bác. Hình thức của nó đây ạ. Khâu sừng nhá, mà nó có hơi nứt một tí này nha các bác, xài cũng còn lâu ạ. Chữ này, chữ đóng trên bề mặt nó đây. Đấy. Cây này thì nó dài này. Chiều dài của nó là 43 cm nhá các bác, và lưỡi sử dụng của nó là 26, lưỡi sử dụng 26. Bản ngang chỗ lớn nhất đây nó là 3 cm ạ. Bản ngang lớn nhất là 3 cm, và chiều dày, độ dày của nó này em đo sát cán này. 5.12 ạ. Dày là 5.12. K70 em bán 280 ạ. K70 280. Em qua K71 ạ. Em cũng có một con dao sashimi nhá. Đây, hình thức của nó đây ạ. Ra bàn nhá các bác. Bề mặt lưỡi của nó này sắc bén luôn. Chiều dài của con dao sashimi này thì nó rơi cũng vào là 42.5 ạ. Và lưỡi của sử dụng của nó là 27 cm nhá các bác. 27. Bản ngang của nó là cũng 3.5, 3.6 gì đấy. Con này thì nó dày là 33.5, 3.35, 3.35. K71 em bán là 340 các bác ạ. Em bán 340 nhá. Khâu chốt của nó chắc chắn này. 340. Em K72 em có một con dao chặt ạ. Này, thép của nó hai lớp và nó mài một mặt cho các bác, nó có rãnh tản lực đây. Tay cầm của nó này khá là chắc chắn ạ. Chiều dài của con dao này thì nó rơi vào là 34 cm nhé các bác. Chiều dài của lưỡi sử dụng là 17 ạ. Lưỡi sử dụng là 17. Con dao này nó mài một mặt và nó dày là 5.60 ạ. Nó dày 5.60. K72 em bán 280k nhé các bác. Cái này thì chặt gà, chặt vịt, chặt dừa được luôn ạ. Chặt mía ạ. K72 em bán 280k. Em qua K73. Em có một con dao đề ba nhé các bác. Này, của Japan này ạ. Lưỡi của nó cũng mài một mặt luôn. Hình thức của nó đây. Này, size lớn nha các bác. Size lớn ạ. Các bác mình chặt gà, chặt vịt để kho rồi thì thái thịt, ba giỏi, các thứ. Nó rơi vào 35 cm. Và lưỡi sử dụng của nó, lưỡi sử dụng của nó là 20 nha các bác. Bản ngang của nó này, bản ngang của nó là 6.2 đấy. Con dao này bản lớn ạ. Và nó dày này các bác.
4.99 này, 5 ly rồi các bác. Cán này, lưỡi mới lại cái chốt của nó đúc liền nhau này các bác, đúc liền nhau. Xài này nó rất là bền ạ. Một con dao đề 3 K73 em bán 380. 380k các bác. Rồi em qua K74 ạ. Em có con dao này là nó của Samura này. Hiệu của nó cũng ra ban đây. À, chiều dài của cây dao này thì nó rơi vào là 33 cm. Và lưỡi sử dụng của nó ạ. Lưỡi sử dụng của nó rơi vào 21 nhá các bác. Bản ngang của nó thì là 5.2. Con này thì các bác thái thịt bò rồi, thái thịt lợn này, nó dày là 2.45. Bản nó lớn này các bác, xài nó rất là đỉnh luôn. Bản lớn. Tay cầm của nó đây, nó đóng 3 chốt đây, rất là đẹp ạ. Phun cán nhá các bác, phun cán này, rất là bền luôn. K74 em bán 320. Hôm qua K75 em có một cái cuốc này, cuốc bonsai nhé các bác. Khi các bác nhà mình làm vườn và những chậu cây cảnh hoặc là bonsai á, này, lớp sơn mạ còn nguyên, cây này rất là mới ạ. Rất là mới. Em đo bản ngang của cái lưỡi cuốc này, nó rơi vào 10.5 ạ. Rơi vào 10.5 và chiều dài của nó là 6.5 nhé các bác. Cái cán của nó ạ, cán của nó là rơi vào 18. K75 em bán 100k. 100k. Em cho K76 ạ. K76 nhé các bác. Có một cây này nó là thép không rỉ rồi. Thép không rỉ. Đây nó có chữ đây các bác. Đây. Ta lép theo là thép không rỉ. Khi các bác mình múc đường, múc đường, múc đá, làm gì cũng được, nó rất là nhẹ. Hoặc là mình cho cán vào đây, mình đóng cái cán dài bao nhiêu là tùy ý mình ạ. Cái này thì bản ngang của nó này, bản ngang của nó là 11.5 ạ. Và chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 7 nhá các bác. Nó là 17 ạ. Chiều dài lưỡi sử dụng là 17. K76 em bán 120k ạ. Hôm qua K77 có một cái xẻn đây. Này nó cũng là thép không rỉ luôn các bác. Các bác mình làm bonsai thì đây nó cũng có chữ này, checkmark này các bác. Nó có logo hình bông hoa nhé các bác. Hình bông hoa này. Đấy. Cây này còn rất mới nha các bác. Còn rất mới. Chiều dài của cây này thì nó rơi vào là 18 nha các bác. À 28 ạ. Bản ngang của nó là 7.5 ạ. Bản ngang của nó 7.5. K77 em bán 80k nhé. K77 80k. Và em qua K78 ạ. K78 thì em có một cái liềm. Cái liềm thì nó còn nằm trong cái vỏ nó đây ạ. Lưỡi của nó đây nha các bác. Này thì nó rèn thủ công. Lưỡi rèn thủ công, mài hai mặt luôn. Này. Nó có số đóng trên cán đây ạ. K778 em bán 100k. K78 100k. Một cái liềm nó còn mới, nằm trong cái bọc này. Các bác mình về có thể giật những buồng chuối trên cao, hoặc là cắt cỏ, cắt lúa được ạ các bác. 100k một cây liềm. Và em qua đây, em qua K79. K79 thì em có hai cái thùng đồ nghề các bác ạ. Em có hai cái thùng đồ nghề. Một cái này thì nó bằng nhựa nhá các bác, nó hiệu của Tonbook ạ. Hiệu của Tonbook, nó có tay cầm này. Khi các bác mình nói chung là đựng, nhà ai cũng có đồ nghề, mình cho vào đây thì nó rất là gọn gàng, mình để những gậm bàn, gậm giường, hoặc là các bác mình có để đựng kìm, kéo các thứ, làm đồ làm móng ấy ạ, cũng được ạ. Này nó cho mình cái nắp đây, còn mới như thế này nhá các bác. Trên này thì mình những để những cái đầu vít nhỏ ạ, đầu vít nhỏ, và có cái nắp đắp đóng lại đây.
thức của nó đây ạ. Em đo ngang, đo chiều dài của cái thùng tôn búc này nó rơi vào là 29 ạ. Bản ngang của nó, chiều cao của nó là 11 ạ. Chiều cao là nó là 11. Và bản ngang của nó đây, bản ngang của nó là 13 nhé các bác. Một cái thùng tôn búc này bằng nhựa K79 em bán 120k nhé các bác. 120k. Em qua K80 ạ. Em có một cái thùng đồ nghề đây, nó có chữ đóng ở trên trên ghế ấy này đây, và nó cho mình cái này để mình khóa đồ nghề lại khi mình làm xong. Rất là dày nhá các bác. Này nó rất là nặng ạ. Và nó rất nhiều ngăn nhá các bác. Đây. Các bác thợ nhà mình nhìn cái thùng này là biết rồi. Rất là chắc chắn, nhiều ngăn. Mở ra đây. Rất là nặng luôn, nặng lắm ạ. Và chữ nó đóng trên đây, xài cái thùng này thì bao giờ hỏng ạ các bác. Em đo ngang cái thùng này ạ. À, chiều dài cái thùng này nó rơi vào là 41cm nha các bác. Bản ngang của nó là 18 ạ. Ngang của nó là khoảng 18 năm nhá. Chiều cao của nó, chiều cao của nó là 14.5. Chiều cao của cái thùng này là 14.5. Ngang 18 và dài là 41. K80 này em bán 420 nhá các bác. 420, cái thùng rất là nặng, dày nặng ạ. Và K81 em có một cái chuông, size nó vừa vừa này các bác. Size vừa vừa. Nó là bằng đồng nhá các bác. Này nó có một cái đường này là nó hở đồng ra đấy các bác. Này, nó có, em thấy nó có một cái đường này. Và nó làm thủ công nhá các bác. Làm thủ công. Đấy, em búng nhẹ này là nó đã vang như thế này rồi. Đấy. Size của nó đây. Ngang của miệng nó là 9 ạ. Ngang miệng là 9 và nó cao khoảng là 7 nhá các bác. Cao khoảng 7. Đồng nguyên chất luôn. Đấy, em gõ nhẹ một cái thôi. K81 em bán 180 ạ. 180k nhé các bác. K82 em có một cái lư hương cũng bằng đồng ạ. Nó có ba cái chân đây, hở đồng ra nhé các bác. Và miệng, qua miệng của nó đây, nó rơi vào cũng là 9.5 ạ. Và cao, nó cao khoảng 7cm nhé các bác. Cao khoảng 7cm. Thì các bác mình có thể làm ở chỗ bàn thờ ông địa thì nó rất là vừa. K82 em bán 300k. Em qua K83, em có một cái cái này là để đốt trầm nhá các bác. Đốt trầm. Này. Hình thức của nó đây ạ. Đấy. Em đo ngang qua nhé. Ngang qua thì nó rơi vào 11 ạ. Và nó cao khoảng là 8,2. Cao khoảng 8,2. Ngày Tết rồi các bác mua này về để bàn thờ ông địa hoặc bàn thờ gia tiên nhà mình, bẻ trầm vào sông thì nó rất là thơm cả nhà mình luôn đấy ạ. Sông trầm này thì là K83 em bán 550. K83 em bán 550 nhé các bác. Rồi em qua K84 ạ. Em có hai cái pháo bông nhé các bác. Em có hai cái pháo bông, một cái màu vàng và một cái màu tím đây này. Cái này là dàn phun viên ạ. Pháo này là của Bộ Quốc phòng, nó có giấy tờ đầy đủ nhé các bác. Trong một bánh pháo này nó có 25 viên, 25 ống đây này. Khi các bác mình mà có mua thì em để em test cái bắn pháo bông á ở đằng sau cái video. Các bác xem thì là các bác mua cho em. Một cái bánh này nó có 25 viên. Em bán 500 một bánh. Cái này là dàn phun hoa và dàn phun viên. Các bác lấy bánh nào cũng được, hay chốt cả hai cũng được.
Đấy, chốt cả hai cũng được. Cái này là bộ quốc phòng, nó có giấy tờ đầy đủ nha các bác. Em test thử video, em gài đằng sau sau cái video này. Và một bánh của nó là 500k. Nếu các bác chốt hai bánh ấy, thì là 1 triệu. Các bác mua về thì là để đốt là ở cái Tết tới, chứ còn là cái này thì nó không có kịp Tết Tây đâu ạ. Không có kịp Tết Tây đâu. Thứ hai là đã là Tết Tây rồi mà hôm nay thứ bảy nhá các bác. Các bác ở gần thì kịp ạ. Hai bánh, mỗi bánh 500k. Nó ghi là dàn phun hoa 25 cây và dàn phun viên. Dàn phun viên có 500k một bánh nha các bác. Em đã test, em gắn ở đằng cuối video ạ. Em gắn ở cuối video. Và em có một bộ gậy gôn đây các bác. Em giới thiệu với các bác nhà mình đây. Em có một bộ gậy gôn ạ. Em có một bộ gậy gôn thì nó gồm 6 cây gậy sắt. 6 cây gậy sắt rất là nhẹ, nó là carbon nhá các bác. Đây, bộ 3 cây sắt này nó là PSF. PSF. Này, cái tay cầm của nó bằng carbon, rất là nhẹ luôn các bác. Để em quay cận lại cho các bác xem ạ. À, còn mới luôn nhá các bác. Khi mình đi bãi mà lựa được một bộ như thế này là còn ốm luôn đấy các bác. Bằng carbon, rất là mới. À, và một 6 cây của nó đây. 6 cây của nó là có số đây. 456 nhá các bác. 456 789 789. Và cây nào cũng có đây, cũng có da ban đây hết các bác nhá. Và đặc biệt của nó là bằng carbon, nó rất là nhẹ. Các bác mình đi chơi thì là đây, cái tay cầm nó còn mới như thế này nhá các bác. BSF là 3 cây và 6 cây là từ 4 đến 9. 6 cây từ 4 đến 9 và một cây gậy phát bóng nhá các bác. À, 9 cây này thì em bán với giá là 2 triệu nhá các bác. 9 cây này là bán với giá là 2 triệu, 9 cây. 2 triệu 9 cây. Và một cây này, cây này dài này. Cây này thì cây phát bóng ạ. Cây gậy này gậy phát bóng. Tay của nó cũng carbon nhá các bác, tay cầm nhá. Này, còn mới chát luôn. Đây em quay gần đây là nó mới như nào các bác biết rồi. Rất là mới luôn ạ. Rất là mới nha các bác. Cây gậy phát bóng này thì em bán với giá là 500k nha các bác. 500k. Và một cây gậy kỹ thuật ạ. Và một cây gậy kỹ thuật đây. Size 5. Đấy, tay cầm của nó đây mới tinh ạ. Rồi, cây này thì em bán giá 300. Cây kỹ thuật này thì em bán 300 nha các bác. Và cây phát bóng thì 500. Và bộ 9 cây kia là từ 4 đến 9. Và 3 cây là BSF. Tổng là 9 cây, em bán 2 triệu. À, các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Và nó có một cái này là chắc là nó bảo vệ cái cây cây kỹ thuật. Nó có một cái này. Vẫn còn mới nha các bác. Đấy, rất là đẹp ạ. Tổng bộ này là 2.800.000 các bác. Là được 11 cây ạ. 9 cây với 2 cây là 11 cây. Và em có
5 cái ly giữ nhiệt nhá các bác. Cái này thì dung tích của nó được 450 ạ. Nó còn mới tinh nhá các bác, còn mới chưa qua sử dụng. Khi các bác mình Tết rồi thì mua về, mình bạn bè đến uống bia thì nó không, em thử rồi, nó có giữ được độ 8 tiếng ạ. Đá giữ được 8 tiếng, nó rất là lạnh. Các bác mình uống bia hoặc là cà phê sữa, cà phê nóng, giữ nhiệt rất là tốt ạ. Nó size của nó là dung tích là 450 ạ. Em có 5 cái, 70k một cái nha các bác. 5 cái là 350 ạ. Các bác mình mua thì cứ gọi em là bình giữ, là cái ly giữ nhiệt 70k một cái nha các bác. Còn mới ở trong hộp này. Và em có một bộ gioăng này. Bộ gioăng này thì nó khoảng 200 cái, đủ các kích cỡ to nhỏ nha các bác, 200 cái. Các bác thợ mình mua về thì nó đầy đủ các kích cỡ này, em nói thế là các bác biết rồi, 200 cái. 200 cái. Cái này thì là 150k nhé các bác, 150k bộ gioăng này. Video của em thì xin kết thúc tại đây ạ. Cảm ơn các bác theo dõi video của em. Em xin chân thành cảm ơn ạ.